Ngày hôm nay em về được rất là nhiều những cái dòng hồ điệp hoa chuẩn Tết âm lịch giúp em cả nhà mình nhé. Đây ạ, như màn hình các bác đang thấy cây đang rất là nhiều ngồng, siêu đẹp luôn ạ. Hôm nay hàng vì là cận Tết rồi, lấy hàng bây giờ cũng rất là khó luôn. Và cái lô này nó cũng là một cái lô cuối rồi. Hôm nay em tiếp tục tri ân 50 bác nhanh tay. Đấy, rồi ôi hàng hôm nay cực kỳ là siêu phẩm luôn các bác ạ. Các bác ơi, hôm nay á nó là cái dòng cây đôi nữa cơ ạ. Hôm trước bác nào mà hẹn em cái dòng cây đôi này mà em chưa về hàng thì hôm nay nhà mình nhanh tay siêu tầm cho em. Đều là cây đôi luôn giúp em nhé. Hôm nay em chỉ về được có hai màu thôi, vì thật ra là hai màu này đều là những cái màu mà tất cả các bác nhà mình lựa chọn để trưng Tết các bác ạ. Đây, hàng rất là nhiều ngồng nhá. Em sẽ lên theo combo dành cho các bác nhà mình nhanh tay để siêu tầm. Em hôm nay sẽ lên đấy là màu vàng và màu hồng chớp, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, cái combo đầu tiên giúp em đây ạ. Vì là cây nó đẹp quá, nó to quá, em không có cầm lên được và sợ các bác nhà mình mà xem like, xem video này các bác không có thấy rõ được, thì em đây em để luôn cho ba cốc sẵn ra như thế này luôn cả nhà mình nhá. Mỗi chậu của em ấy thì nó là cốc này là cốc 3.5. Cốc của nhà em đây là cốc 3.5 ạ. Và cái loại này nó là loại cây đôi, tức là một cái cốc như thế này, trong một cốc như thế này nó sẽ có hai cây và nó sẽ có từ 4 gồng hoa trở lên giúp em. Nên là khi các bác nhà mình mà ghép ba chậu này với nhau, các bác mua ba chậu của nhà em đây ạ, thì bằng các bác mua 6 chậu ở chỗ khác. Ok chưa ạ? Và cái combo này, hàng này nó là hàng cây đại, ngồng dài, siêu dài cho em các bác nhé. Đây, mời các bác cho mình ngắm hoa ở trên màn hình đây ạ. Hôm nay tri ân giá sốc cho các bác nhà mình. Hôm trước các bác mua nhá là cốc cây đôi, à cốc cây đơn, tức là mỗi cây có một cốc thôi đấy ạ. Giá đã là 290.000 rồi. Hôm nay em sẽ lên các bác nhà mình cái giá nó giật mình luôn, đấy là 295.000 cho ba cốc, tức là bằng 6 cây. Ok chưa các bác? Bác nào mà siêu tầm nhà mình nhanh tay cho em vì nó không có nhiều đâu ạ. Tiếp theo em lên tiếp cho bác nhà mình một cái mã này này. Cái mã này đấy là cái mã hồng chớp. Hồng chớp cũng là mã cây đôi luôn cho em, tức là một cốc nó sẽ có hai cây như thế này. Và ngồng bông của nó sẽ là ngồng bông từ 4 ngồng, 3, 4 ngồng trở lên cho em. Cũng có những cây nó tận 5 ngồng nhưng mà em chỉ báo giá chung chung ấy cho bác nhà mình xem. Giá con này hôm nay sẽ để cái giá siêu ưu đãi luôn, 280.000 cho em 3 cốc. Các bác mua từ 6 cốc trở lên em miễn ship cả nhà mình, còn 3 cốc tiền cước là 35.000. Đó, ok chưa ạ? Rất là đẹp luôn. Các bác nhanh tay siêu tầm để lại số điện thoại ở phần bình luận giúp em sẽ lên đơn cho các bác nhà mình ạ.